chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã có mặt trong hội thi tối hôm nay. Vâng, lời đầu tiên xin phép những người làm chương trình Huy Hoài, Việt Hoa xin gửi tới quý vị lời chào sân sòng nhất. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay xin gửi tới các chị em phái nữ một nửa của thế giới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho chị em luôn vui vẻ, luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong không khí khởi của cả nước kỷ niệm 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ăn tới kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty Xăng dầu Nghệ An, tối hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên Công ty long trọng tổ chức chương trình Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty và 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vâng, và thưa quý vị, đây là một đợt sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa trong toàn công ty, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ và nhân viên thể hiện tài năng, sáng tạo và tính năng động của mình qua tiết mục văn nghệ. Vâng, và chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được thưởng thức những lời ca tiếng hát ngọt ngào cùng với những điệu múa làm say đắm lòng người và những vở kịch hài hước, dí dỏm nhưng cũng đầy tính nhân văn. Vâng, và thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thái Bá Nam, Bí thư đoàn thanh niên công ty, thay mặt ban tổ chức lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty Xăng dầu Nghệ An, hôm nay được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên phối hợp Công đoàn Công ty tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 60 năm thành lập Công ty. Đến dự hội thi hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Đảng ủy của doanh nghiệp Nghệ An, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo. Về phía đoàn của doanh nghiệp Nghệ An, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kiều Hưng, Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư đoàn của doanh nghiệp Nghệ An. Về phía Công ty Xăng dầu Nghệ An, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thị Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Hội thi cũng chào đón các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cơ sở và toàn thể anh chị em có mặt trong hội thi đêm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các đồng chí, hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 60 năm thành lập Công ty Xăng dầu Nghệ An là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng rộng rãi trong toàn công ty nhằm động viên khích lệ người lao động thi đua lao động sản xuất, đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016 và các năm tiếp theo. Phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng phong phú vốn có trong cán bộ công nhân viên người lao động, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng và sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, hội thi cũng nhằm bổ sung cho lực lượng nòng cốt xung kích cho đội văn nghệ công ty, đặc biệt đa dạng hóa các hoạt động phong trào, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hội thi lần này, chúng ta được thưởng thức các tiết mục dàn dựng công phu, đầu tư thời gian tập luyện. Hy vọng rằng với những tiểu phẩm phong phú, những lời ca tiếng hát xuất phát từ trái tim người lao động Petrolimex Nghệ An sẽ làm hài lòng mọi người và là món quà ý nghĩa trao tặng cho các chị em phụ nữ nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được khai mạc hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 60 năm ngày thành lập Công ty Xăng dầu Nghệ An. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc các đội thi đạt kết quả tốt nhất và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục hay. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ông Thái Bá Nam. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để cảm ơn những người mẹ, người dì, người em thương yêu của chúng ta,
bằng với tình cảm chân thành của mình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Sĩ Văn, chủ tịch kiêm giám đốc công ty, sẽ có lắng hoa tươi thắm để dành tặng cho chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin kính mời chị Đặng Thị Tố Nga, trưởng ban của công ty, sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Lê Xuân Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Kính thưa đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Kính thưa các chị, các em và các bạn, kính thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa và rất đẹp. Ngày 20 tháng 10 kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đảng ủy, ban lãnh đạo công ty, đoàn thanh niên và công đoàn công ty tổ chức hội thi văn nghệ để chào mừng 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cũng chào mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập công ty xăng dầu Nghệ An. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các chị, các em, trong các thời kỳ của lịch sử, người phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong xã hội, kể cả trong thời chiến cũng như trong thời bình. Người phụ nữ Việt Nam với bốn đảm đang: tự tin tự trọng và trung hậu đảm đang. Và đối với công ty xăng dầu Nghệ An chúng ta, từ 60 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp chị em phụ nữ đã có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển công ty xăng dầu Nghệ An đến ngày hôm nay. Thay mặt đảng ủy, ban lãnh đạo công ty, công đoàn và đoàn thanh niên, xin kính chúc các chị, các em và các bạn nhân ngày 20 tháng 10 luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Như một đài văn hào Maxim Gorky đã từng viết: trời không ánh sáng, hoa nào nở, già vắng yêu đương chẳng chỉ những sầu, đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các anh, các chị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập công ty xăng dầu Nghệ An, ban lãnh đạo công ty, công đoàn, đoàn thanh niên đã có nhiều cái chuỗi tổ chức thi đua hoạt động, trong đó có thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các ngày hội thi bán hàng và tổ chức thi giao lưu văn nghệ và các phong trào văn nghệ quần chúng. Có thể nói 60 năm là một chặng đường khá dài. Từ lúc hình thành phát triển và đến ngày hôm nay, công ty luôn ghi nhận sự đóng góp lớn lao của các chị em phụ nữ và của các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty xăng dầu Nghệ An qua các thời kỳ. Một lần nữa, thay mặt đảng ủy, ban lãnh đạo công ty, xin cảm ơn sự đóng góp to lớn của các chị em phụ nữ, của các thế hệ cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ để công ty xăng dầu Nghệ An phát triển như ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, xin cùng xin chúc các chị, các em và toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi giao lưu hôm nay thì công ty tổ chức 5 đội và được gọi 5 cụ. Và một lần nữa chúc cho các đội chúng ta đều chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Văn đã thay mặt lãnh đạo công ty, thay mặt những đấng mày râu của công ty xăng dầu Nghệ An chúc mừng chị em nhân dịp 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bây giờ là một phần rất quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng ta đang nóng lòng chờ đợi, đó là phần thể hiện so tài của các đội dự thi trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, trải qua quá trình luyện tập và chuẩn bị hết sức công phu, hội tụ về đây là những gương mặt xuất sắc, những tiết mục đặc sắc hấp dẫn. Và sau đây... Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc.
vẫn gặp một con. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Sáng người muốn thừa khi chấm đã vào cửa sổ đòi thơ.
trong đời trái tim vòng ra, nhìn trong không gian màn biển xôi ầm qua, qua núi biển trầm trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta, tiếng ta đời tung thủy tiếng ca. Em có nghe tiếng ca chưa biết hận thù xấu xa, đã biết tình đôi ta thành những cánh sao xa xôi. Nguyện đăng đăng qua đêm tối tình hương hoa, bên những yêu lòng còn đó em ơi, biến luôn đường đâu còn mãi muôn đời. Làm một bài tình ca của đôi lứa ta, không thể xóa nhòa.
đẹp lưng chừng núi.